Lời nói đầu tiên xin chào cô chú anh chị và chào ông Tư. Chào mừng ông Tư đến với buổi gieo duyên Phật Pháp. Thì có một số câu hỏi của khán giả đã bình luận và về cho chương trình gieo duyên Phật Pháp của anh em của chúng con. Thì mấy ngày nay ở trên cộng đồng mạng xôn xao về công ty anh của sư Thích Minh Tuệ nói về công ty là Phát Tâm Thiên Định Tuệ, theo như ông Tư thì có suy nghĩ gì? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, lễ phép con cung kính thầy. Thì vừa qua Hiền Đệ Chiến có đưa lên một cái ý đề, coi như là hiện giờ trên cộng đồng mạng xôn xao về cái công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ, có nghĩa là do nơi bị phiền não với nhau mà đưa lên trên mạng. Trong đó thì cái gia đình của sư Minh Tuệ, vì vậy mà hôm nay thì theo tôi mà thiết nghĩ đó, mà coi như là thành lập cái công ty Thiên Định Tuệ này đó, một là để mà bảo vệ cho cái người mà tu tập theo 13 cái hạnh đầu đà, có nghĩa là theo cái lý mà người ta coi như cho cái người ở công ty người ta đã nói lên như vậy. Vì vậy mà hôm nay theo mình xét thấy đó, thì tại vì trong đó nó có nghĩa là cái anh em của sư Minh Tuệ đó, người ta thấy sư Minh Tuệ ví dụ đi bộ hành, đi khất thực hoặc là để đi ở chỗ này chỗ nọ chỗ kia để mà muốn xây dựng lên cái công ty để mà bảo vệ cho sư Minh Tuệ về đó đang tu tập. Chứ thật sự ra đó, nếu nói về cái sự mà tu hành của sư Minh Tuệ đó, thành thử là sư Minh Tuệ có nghĩa là trở về cái không rồi, thành thử đâu có đợi gì phải có công ty hay là hoặc là để có ở một, thay vì cái cốc ở nhà của sư Minh Tuệ có sẵn, ví dụ về đó tu tập thì sư Minh Tuệ cũng về đó tu rồi. Nhưng mà tại sao sư Minh Tuệ mà không về? Là vì cái 13 cái hạnh đầu đà này đó, sư Minh Tuệ phải thực thi, phải hành theo lời Phật dạy, tu tập 13 cái hạnh đầu đà này, sư Minh Tuệ phải đi bộ hành hoặc là phải đi khất thực để độ đời. Từ đó mà cái bước đầu đó, sư Minh Tuệ đi bộ hành từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc đó, thì coi như là 3-4 lần rồi. Mà nếu mà trụ được ở tại chỗ thì sư Minh Tuệ thay vì là có mà hai vị là Mạnh Thường Quân, một vị thì ở bên Mỹ, một vị ở bên Pháp, để mua đất ở tại ngoài Gia Lai để xây dựng chùa cho sư Minh Tuệ, có thể là trong cái tài khoản giá cả đó có khoảng cả 100 tỷ, thì mà sư Minh Tuệ không thọ, không nhận. Thì thử hỏi bây giờ đã, ví dụ như là bây giờ xây dựng tỉnh xá hay là một cái công ty này á, thì nói chung là chẳng qua là anh em vì cái tình thương mà cái tâm phàm, thành thử ra nó mới tính toán đủ trì chứng hết. Chứ còn sư Minh Tuệ thì không thể nào ở một chỗ được, tại vì cái 13 cái hạnh đầu đà này. Nhưng mà xây dựng cái công ty hôm nay, thành thử trong đó nó có hai mặt. Một mặt thì để xây dựng cái công ty là Phát Tâm Thiên Định Tuệ, rồi coi như là nói về cái công ty đó, là coi như là hiện bây giờ đó, thì một mặt ngoài đó là coi như là có nghĩa là buôn bán cà phê hoặc là trái cây, đấy là một mặt. Còn mặt thứ hai là nói về để mà bảo vệ cho sư Minh Tuệ về đó tu tập. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu nói về mà xây dựng công ty để bảo vệ thì nó không đúng vào cái tâm nguyện của sư Minh Tuệ. Cái giai đoạn đầu thì sư Minh Tuệ đang đi bộ hành từ Bắc vô Nam mà đi gần tới mà Huế rồi đó, thì coi như cũng có một cái công ty ở trong Bình Dương đó. Cái công ty này là coi như là về võ thuật đó,
để ra ngoài mà bà bảo vệ cho sư Minh Tuệ trên bước đường để mà sư Minh Tuệ để mà đi bộ hành. Và sư Minh Tuệ ngài cũng vẫn nói là ngài cũng đâu có cần người bảo vệ đâu, tại vì người tu mà đâu phải mà ví dụ một vị gì ha, cái một chức vụ gì mà để bảo vệ, hay là một quan chức gì thì mới có lính bảo vệ. Còn này người tu, sư Minh Tuệ là người tu có nghĩa là quyết lòng để là mà hành theo cái chánh pháp, tu theo 13 cái hạnh đồ đà này, để hành theo cái chân lý để vượt dòng sanh tử luân hồi, có nghĩa là vượt dòng sanh lão bệnh tử, quyết lòng tu để đi đến con đường giải thoát. Chứ ngoài ra sư Minh Tuệ coi như trở về cái không rồi, 13 cái hạnh đồ đà nổi cái tiền không thọ rồi thì thử hỏi chứ bây giờ đòi hỏi cái công ty hay là cái gì nữa mới tu tập được. Nếu mà mở cái công ty ra, sao sư Minh Tuệ không ở công ty tu, mà sư Minh Tuệ phải vô là núi Sạn Nha Trang. Vì vậy mà hôm nay xin thưa bà nói đây là dẫn qua là gì trong gia đình, thấy sư Minh Tuệ như vậy ra đem cái lòng thương, ví dụ anh em thương yêu rồi mới xây dựng công ty để cho sư Minh Tuệ về đó tu, ẩn tu để mà cho nó an toàn. Chứ thật sự ra sư Minh Tuệ đâu có ở được một chỗ. Cái thứ nhất 13 hạnh đồ đà này, một là đi bộ hành này. Mà đi bộ hành có nghĩa là đi khất thực như Đức Phật xưa kia vậy, đi có quá duyên độ đời. Thì sư Minh Tuệ hôm nay tuy không nói pháp nhưng mà cũng phải đi như vậy đó, đi bộ hành như vậy đang độ đời. Sư Minh Tuệ đi tới đâu thấy cô bác trăm họ đều lễ bái tới đó và kính cẩn, nhờ cái đức hạnh và cái đức độ của sư Minh Tuệ đó mà coi như là cô bác trăm họ đều là để thức tỉnh, để hoài đầu để là tu, biết rằng là cô bác không có tu theo như mà sư Minh Tuệ theo 13 cái hạnh đầu đà nổi, nhưng mà cho hoài đầu ăn năn thức tỉnh làm hiền, đây cũng là một điều quý. Mà biết bao nhiêu người thấy sư Minh Tuệ như vậy rồi phát nguyện ăn chay rồi tu tập rồi cũng có. Thành thử ra nói về xây dựng công tư mà cho sư Minh Tuệ ở tu là không bao giờ có đâu. Tại vì 13 cái hạnh đầu đà này là có nghĩa là phải đi bộ hành nè, rồi thậm chí là ngủ ngồi nè, mà ngủ thì ngủ nghĩa trang nghĩa địa nè, hoặc là ở núi non nè, hoặc là nhà quan. Chứ đâu phải mà để xây dựng cái công ty mà sư Minh Tuệ giờ đó mà nghỉ ngủ hay là để mà thiền định gì được đâu. Tại vì cái hạnh nguyện của sư Minh Tuệ đó là phải đi bộ hành, đi theo như Đức Phật xưa kia, sau khi Phật đã thành rồi Đức Phật cũng phải đi hoằng dương 49 năm để độ đời. Thì sư Minh Tuệ hôm nay cũng vậy đó, biết rằng sư Minh Tuệ là chưa chứng quả Phật, nhưng mà thật sự ra trở về cái không, có nghĩa là một ngày gần đây sư Minh Tuệ có nghĩa là sắp sửa là cũng chứng đắc. Vì vậy mà trong 3 tháng kiết hạ vừa qua rồi, sư Minh Tuệ ở mà núi Sạn Nha Trang tu là để 3 tháng này thôi. Nhưng mà tới ngày giờ hôm nay đó là ngay rồi, sư Minh Tuệ coi như là đã mãn hạn 3 tháng rồi, sư Minh Tuệ là sắp sửa là đi bộ hành rồi. Vì vậy hôm nay mà, nhưng mà nguyên nhân có một cái á, hiện giờ trên cộng đồng mạng á, là xôn xao về cái công ty là Phát Tâm Thiên Định Tệ đó, mà xôn xao về trong đó trong gia đình là phiền não với nhau. Nhưng mà nó ảnh hưởng cho sư Minh Tệ một cái, biết rằng sư Minh Tệ là không màng cái công ty hay là chùa chiền hay là tỉnh xá gì hết á. Nhưng mà ảnh hưởng sư Minh Tệ có một cái đó là tại vì là nói ra là xây dựng công ty này để cho sư Minh Tuệ giờ đó tu tập thành thử ra cái này đó nghe, mà trên cộng đồng mạng đều nghe đều biết đó. Vì cái chỗ này mà hồi trước đó, nghe nói cái công ty này xây dựng chỉ có cho giai đoạn đầu chỉ có số tiền ít thôi, nhưng mà xây là giai đoạn sau là tới 10 tỷ đó. Thành thử có cái tiếng sư Minh Tuệ mà về đó tu đó, thành thử cái công ty này thấy vậy cho sư Minh Tuệ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà thật sự sư Minh Tuệ không màng, tại vì ngài đã quyết lòng ngài tu để tìm cái chân lý giải thoát, mà tiền ngài không thọ
mà thậm chí là coi như là cái y áo mà khỏi lụm từ cái miếng vải mà người ta đã quất bỏ mà sư minh tệ nhặt để mà giặt giũ lại mà thành kết thành cái y áo mặc thành thứ hay nói gì tất cả những gì là sư minh tệ trở về cái không rồi. Nhưng mà hôm nay tại sao nguyên nhân nào mà để mà cũng có là trên cộng đồng mạng xôn xao về cái công ty này, chẳng qua trong gia đình đó, anh em của sư Minh Tệ đó, nó hơi phiền não từ chỗ đó mới đem ra cái, những cái sự phiền đó mà hôm nay nó mới lan tỏa trên cộng đồng mạng. Vì chỗ này mà xin thưa để mà nói đó, chứ nếu mà nói sư Minh Tệ đó mà chịu ví dụ là xây dựng tỉnh xá hoặc là chùa chiền thì sư Minh Tệ có gấp 10 cái chùa cũng có trong cái thời kỳ mà sư Minh Tệ bắt đầu mà lan tỏa trên cộng đồng mạng. Chứ đừng nói tới công ty. Nhưng mà bây giờ nói về cái công ty, đặng có nghĩa là tránh đi những, thay vì xây dựng tịnh xá hoặc là chùa chiền thì ảnh hưởng cả cái tôn giáo bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại vì bên giáo hội đó là có nghĩa là không công nhận sư Minh Tệ là một vị tu sĩ hoặc là một vị nhà sư. Từ đó đấy mượn danh nghĩa là để xây dựng công ty. Chứ nếu mà nói mà bây giờ xây dựng tịnh xá hay là cái gì đó thì bên giáo hội người ta đặt vấn đề. Thành thử anh em mới nói là để mượn danh nghĩa là công ty, nhưng mà để phải nói là cũng rất là hay. Có nghĩa công ty phát tâm, đó là thiên định tệ. Cái nội cái danh hiệu không thấy cũng là phải nói là khủng khiếp á. Nhưng mà có cái tên của ngài thì Minh Tệ ở trong đó đó, thành thử nó ảnh hưởng. Một ví dụ như bây giờ mình nói đây là nó bằng cái chân chất thật thà thôi. Nếu nó có sư Minh Tệ trong đó thì coi như là nếu sư Minh Tệ mà đòi hỏi xây dựng cái gì thì coi như là các nhà mạnh thường quân trong nước ngoài nước người ta sẵn sàng luôn á, ủng hộ á. Nhưng mà thật sự sư Minh Tệ không có dính vô chỗ này. Tại vì sư Minh Tệ ngày tu tập 13 hạnh đồ đà này quyết lòng trở về cái không, nó đi đến cái chỗ là giải thoát về sanh tử luân hồi, chứ đâu ngày đâu có màng về ví dụ công ty hay là tỉnh xá hay là chùa chiền gì. Nhưng mà cái giai đoạn đầu lúc bước đầu sư Minh Tệ tu tập 6 năm thì ở chùa đó là gì, ở với một sư thầy đó đó. Nhưng mà qua cái sự tu tập mà không đúng theo 13 hạnh đầu là sư Minh Tệ mới ra rời khỏi chùa. Rồi từ đó sư Minh Tệ coi như là bắt đầu mới tu tập theo 13 cái hạnh đầu đà thì bắt đầu đi bộ hành. Nhưng mà thời gian đầu đi là 3-4 lần đi từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, thì lúc đó chưa có đưa lên mạng, thành thử chưa có lan tỏa. Nhưng mà từ năm 24 này đó là sư Minh Tệ là được lên cộng đồng mạng, đưa lên YouTube lên mạng, thành thử từ đó đó lan tỏa ra mà cả cái thế giới này nước nào cũng vẫn đều biết. Nội có một cái là nội chơi bên YouTube Google trong có mấy phút mà cả mấy triệu người xem, thì mình thấy đây là một cái điều phải nói là khủng khiếp rồi. Cái thứ hai nữa là coi như báo chí nước ngoài đó còn phải ca ngợi sư Minh Tệ đó, có ngài là một vị là có 102. Còn nói riêng về đất nước Việt Nam á, thì coi như là các mấy cái vị mà để mà làm lễ sư Minh Tệ cho sư Minh Tệ là một vị Phật sống, thành thử từ cái chỗ này sư biết rằng sư Minh Tệ chưa đắc đạo. Nhưng mà coi như cái tâm nguyện của sư Minh Tệ hiện trở về là cái không rồi. Mà chính là Đức Thầy cũng khẳng định rõ ràng đó. Thân tuy còn tục nhưng mà tâm lìa cõi mê. Cái thân của sư Minh Tệ là còn cái thân tục phàm, nhưng mà cái tâm của sư Minh Tệ có nghĩa là không còn là dính dấp là trong cái vô minh, cái mê muội hoặc là cái nhiễm mê nữa. Vì vậy mà hôm nay sư Minh Tệ quý như là một vị Bồ Tát là đúng rồi đó. Có nghĩa là cái người trở về cái không rồi, thậm chí là tiền không xài, rồi ngủ thì ngủ ngồi, thậm chí tới cái ăn cũng vậy, ăn một ngày một bữa mà ăn thậm chí là ăn phải khổ hạnh đó. Và đồng thời y áo mặc phải lụm từ miếng vải, thay vì sư Minh Tệ mà hô một tiếng mà xin thưa để mà nói đó nghe, có người may y áo sẵn luôn, hàng trăm hàng ngàn bộ y áo chứ đừng nói một. Nhưng mà sư Minh Tệ không thọ,
Tại vì tôi 13 cái hạnh đầu đà này, bổn phận sư Minh Tuệ phải thọ, phải đi lụm nhặt từ cái miếng vải như vậy để mới kết tập. Vì cái 13 cái hạnh đầu đà này là thời của Đức Phật đó, là sư là coi như là Đức Ca Diếp đó, tu 13 cái hạnh đầu đà này nè. À, nhưng mà chỉ trong đời hàng đệ tử của Đức Phật chỉ có Đức Ca Diếp hành 13 cái hạnh đầu đà này. Nhưng mà thời điểm đó Đức Ca Diếp mặc y áo là có nghĩa là áo giả giả trăm manh đó. Mà sau khi Đức Phật mới nói Đức Ca Diếp coi như là bỏ cái y áo này để mặc lại cái y áo thường này cho nó nhẹ, nhưng mà Đức Ca Diếp vẫn xin Đức Phật dẫn sinh Đức Phật để cho Đức Ca Diếp mà coi như là giữ cái y áo này để cho cái đời mạt pháp này sau này đó, để mà có người để mà trường thừa để nối theo cái 13 cái hạnh đầu đà này. Vì vậy mà hôm nay trong đất nước Việt Nam này, trong cái thời kỳ cùng cuối, thời cùng cuối sao chót này, thì Siêu Minh Tuệ mới xuất hiện đó, là tu 13 cái hạnh đầu đà này. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ trên cộng đồng mạng, nói về cái công ty thì đối với Siêu Minh Tuệ nó không dính vô cái chỗ này, mà Siêu Minh Tuệ cũng không có màng về thế sự nữa. Nhưng mà chẳng qua gia đình anh em để xây dựng cái này cũng như để bảo vệ Siêu Minh Tuệ, mà người tu mà cái gì phải bảo vệ. Siêu Minh Tuệ hiện bây giờ cái thứ nhất, nếu hiện bây giờ mà tu chưa chứng đắc mà bỏ xác thì cũng được giảng sanh về Cực Lạc. Tại vì hành trong cái khuôn thước của Đức Phật, mà hành theo đúng vào cái chánh pháp, mà tu theo 13 cái hạnh đầu đà này, nếu bỏ xác mà chưa đắc đạo thì coi như cũng được giảng sanh về Cực Lạc. Còn bằng Siêu Minh Tuệ mà tu tập đúng vào cái ngày giờ đó là coi như để chứng đắc rồi thì cũng coi như là nhập Niết Bàn như Đức Phật xưa kia vậy đó. Vì vậy thì hôm nay Siêu Minh Tuệ đâu không có, nó trở về cái không rồi, không có dính cái gì đó trơn á. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ trên cộng đồng mạng, nói về cái công ty mà phát tâm thiên định tệ này đó nha, có dính líu vào cái vấn đề của Siêu Minh Tuệ tu tập trong đó vậy thôi. Nhưng mà tôi dám khẳng định rằng Siêu Minh Tuệ không thể nào ở công ty đó được. Nếu ở công ty đó thì coi như Siêu Minh Tuệ ở rồi, chứ đâu có đợi gì mà phải đi vô núi Sạn Nha Trang mà ngồi thiền ở chảnh để 3 tháng kiết hạ này. Rồi cái thứ hai nữa, giờ hết cái sự mà 3 tháng kiết hạ này, Siêu Minh Tuệ là bắt đầu là đi bộ hành nè, bộ hành trở lại. Tại vì 13 cái hạnh đầu đà trong đó có cái hạnh đi bộ hành, còn phải đi thọ thực, đi khất thực đó, để độ đời. Tại vì Đức Phật xưa kia cũng vậy, cũng đi quá duyên độ đời, Hoằng Dương 49 năm Phật mới nhập Niết Bàn. Thì hôm nay Siêu Minh Tuệ đi tới đâu rồi thì nó lan tỏ về cái đức, về cái hạnh, cái đức độ của Siêu Minh Tuệ, mà từ đó cô bác đương vào đó để mà thức tỉnh tu hành trong cái thời kỳ cùng cuối này. Vì vậy mà hôm nay tôi xin mãn phép để mà chia sẻ về cái vấn đề công ty hôm nay trên cộng đồng mạng là xôn xao. Thì tôi xin chia sẻ, có nghĩa là khẳng định là Siêu Minh Tuệ không bao giờ dính dấp ở trong cái công ty này hết. Dầu cho Siêu Minh Tuệ về đó chăng đi nữa thì cũng một vài ngày rồi cũng đi à. Siêu Minh Tuệ không thể nào mà ở được một chỗ. Với hai nữa, từ xưa đến nay Siêu Minh Tuệ đi bộ hành từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc đó, là rõ ràng là Siêu Minh Tuệ là ngủ ở Nghĩa Trang nè, Nghĩa Địa nè, rồi ngủ ở nhà quan nè. Có nghĩa là thời của Đức Phật thì ở trong rừng, mà hôm nay Siêu Minh Tuệ không có rừng đó, thì coi như là ngủ mấy chỗ đó, đâu phải ngủ công ty. Và cái thứ hai nữa là coi như là Siêu Minh Tuệ là coi như là đi bộ hành, thì thử hỏi làm sao mà ở công ty đó được, ở tại cái công ty đó được. Nhưng mà chẳng qua trong gia đình anh em thấy Siêu Minh Tuệ quá khổ, hành trì khổ, hoặc không ai bảo quản gì chỗ đó để xây dựng công ty lên mà để bảo vệ. Chứ thật sự ra Siêu Minh Tuệ là 13 cái hạnh đầu đà này là cái hạnh nào cũng phải khổ. Trong 84.000 pháp của Đức Phật, chỉ có cái hạnh đầu đà này là khổ nhất trong các pháp. Thành thử cái khổ đối với Siêu Minh Tuệ là coi như ngài đã quân tập rồi. Nội có cái ngày ngủ ngồi không là mình đã biết là cái khổ hạnh cỡ nào rồi. Từ đó thành thử hành trong 13 cái hạnh đầu đà này luôn luôn là khổ nhất trong các pháp của Đức Phật. Rồi hôm nay chẳng rồi mình xây dựng công ty,
để cho sư Minh Tuệ hết khổ là nó trái đi cái chánh pháp, nó không đúng về 13 cái hành đầu đà này của Đức Phật. Vì vậy mà sư Minh Tuệ không có về đâu, bất quá dụ à tới đó cũng một vài ngày rồi cũng đi nữa, chứ đâu có ở một trong cái công ty đó mà dài lâu được đâu. Tại vì cái lúc này là cái lúc coi như là cái cơ tận diệt, cái đời mạt pháp cùng cuối, sư Minh Tuệ phải cần gấp rút để đi. Mà sư Minh Tuệ đi tới đâu rồi, từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc thì cô bác là thức tỉnh là tu hành tới đó. Từ ngày mà sư Minh Tuệ mà xuất hiện bộ hành thì không biết bao nhiêu cô bác đã tu tập rồi đó. Có người ta thấy cái gương hạnh của sư Minh Tuệ như vậy, người ta ở tại nhà người ta cũng phát tâm ăn chay để tu. Biết rằng không có tu theo cái hạnh đầu đà được, nhưng mà tới cái ngày giờ thức tỉnh rồi, có nghĩa là ăn năn cải hối rồi. Mà thậm chí mình thấy rõ ràng sư Minh Tuệ đi tới đâu cô bác là coi như là lễ bái tới đó, thậm chí là lại sư Minh Tuệ, không có người thì xá, nhưng mà do nên cái hình thức nào mà cái vị này mới xá là vì cái tâm của người ta xoay chuyển trở lại thấy cái đức hạnh và cái đức độ của sư Minh Tuệ, vì vậy mà cái tâm xoay chuyển trở lại để chờ, là có nghĩa là phát tâm tu đó. Thành thử sư Minh Tuệ bây giờ phải đi bộ hành để độ đời trong cái thời kỳ cùng cuối, có thời cái cơ tận diệt rồi độ cứu được bao nhiêu hay bao nhiêu, chứ còn nó trụ một chỗ đi mà tu mà để thiền định hoài á, thì sư Minh Tuệ cũng chưa có thiền định được nữa. Tại vì sao? Hiện bây giờ đang độ đời, rồi tới chừng nào xong cái sứ trách nhiệm của sư Minh Tuệ rồi, tới chừng đó sư Minh Tuệ mới trụ lại, rồi mới về ngồi trong cái thiền định, trong tứ thiền nó nhập định luôn, nó như thời của Đức Phật ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy vậy đó, rồi đi đến cái chỗ chứng đắc rồi nhập niết bàn. Còn giờ này sư Minh Tuệ đang chưa có chứng đắc, thành nữa còn phải đi 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 để hóa duyên để độ. Vì vậy mà hôm nay tôi xin chia sẻ về cái vấn đề mà công ty hiện bây giờ trên cộng đồng mạng xôn xao về cái công ty mà phát tâm thiên định tệ này, nó có ảnh hưởng tới sư Minh Tuệ. Vì dầu sao cũng là cũng có mang cái danh nghĩa là để cho sư Minh Tuệ giờ đó ẩn tu tập, thành thử ra cũng ảnh hưởng với sư Minh Tuệ. Đây là cái mình ở bên ngoài bình luận thôi, chứ mà đối với sư Minh Tuệ trở về cái không ngờ ngày không có thấy gì hết á, không thấy danh, không thấy lợi, không thấy tiền bạc vật chất, không thấy của cải, thậm chí là coi như là ngài không màng gì hết về thế sự. Ngài bây giờ hiện bây giờ chỉ quyết lòng để là hành theo 13 cái hạnh đầu đà này, đi đến cái chỗ là vượt dòng sinh tử luân hồi, có nghĩa đi đến cái chỗ là nhập niết bàn như Đức Phật xưa kia thôi. Còn mình hôm nay là chẳng qua cái tâm phàm còn. Vì chỗ đó, ví dụ trong gia đình anh em của sư Minh Tuệ muốn là xây dựng công ty để bảo vệ anh mình về đó tu tập, đặng cho nó yên ổn và đồng thời không có cái gì xảy ra. Cái người tu mà đâu có ổn gì nữa mà sợ chết. Mà thậm chí thời mà sư Minh Tuệ trong cái thời mà đi bộ hành đó, cũng có một vị đòi hỏi sư Minh Tuệ cúng dường thân xác. Sư Minh Tuệ để nói chờ 10 ngày đi, rồi sư Minh Tuệ để lọc lại cái xác thân rồi sư Minh Tuệ cúng dường. Tại vì coi như bỏ xác giờ sớm giờ nào là coi như được giảng sanh giờ đấy đó, trong khi cái lúc này nè. Còn cái thứ hai nữa, mà nếu sư Minh Tuệ mà tu mà thiền định mà trong tứ thiền rồi đó, là đi đến cái chỗ đắc đạo là chứng quả là sư Minh Tuệ nhập niết bàn như Đức Phật xưa kia đó. Thành thử bây giờ cái sự mà chết này kia nọ, sư Minh Tuệ coi như là cái thân của sư Minh Tuệ là nó không màng gì, cái thân giả tạm đâu có phải thiệt đâu mà màng. Cần nhất là cái làm sao tu tập cho đi đến cái chỗ mà chứng quả chứng đạo thôi. Nhưng mà cái tâm phàm của mình còn dụ còn sân nộ, còn ái ố, còn lo sợ, lo phiền não đủ thứ, sợ sư Minh Tuệ bị nạn, sư Minh Tuệ ví dụ người ta hại để giết chết. Nhưng mà sư Minh Tuệ giờ mà hiện bây giờ cái tâm không rồi, nó đâu còn dính cái gì nữa mà sợ chết. Nếu bỏ xác sớm là coi như được nhãn sanh. Còn bằng mà tu tập đến đúng ngày chu kỳ, đúng ngày đúng giờ rồi thì coi như là nhập niết bàn, thì cũng phải bỏ xác thôi.
Vì vậy mà hôm nay xin thưa với mà tôi xin để chia sẻ về cái trên cộng đồng mạng về cái vấn đề mà công ty mà phát tâm thiên định tệ này đó, chẳng qua đưa lên trên cộng đồng mạng làm cho nó xôn xao, làm cho nó ảnh hưởng cả trên cái cộng đồng mạng, rồi thậm chí có nghĩa là để mà là làm cho cái gia đình là phiền não rồi rối loạn thêm thôi, chứ thật sự ra sư Minh Tuệ không có mạng để thậm chí cái chết mà sư Minh Tuệ còn có như nãy tôi nói vừa qua, có người ta đòi hỏi hiện bây giờ muốn xin cái thân xác của sư Minh Tuệ đây mà cúng dường sư Minh Tuệ, dám sư Minh Tuệ sẵn sàng đó, tại vì sư Minh Tuệ nằm trong cái khuôn thuốc của Phật pháp rồi, rồi nằm trong tu tập 13 cái hạnh đầu đà rồi, coi như bỏ xác sớm rồi, coi như giảng sanh sớm. Còn nếu mà chưa bỏ xác thì tu tập đến thiền định trong tứ thiền thì sư Minh Tuệ là coi như là trở lại là đắc đạo nhập niết bàn như Đức Phật xưa kia. Vì vậy mà hôm nay tôi xin phép để mà chia sẻ trên cộng đồng mạng về vấn đề công ty mà phát tâm thiên định tệ, nó gắng cố gắng để mình cho nó êm đẹp với nhau, đừng cho nó ảnh hưởng về, để mà sư Minh Tệ mà nghe được cái vấn đề này đó, mai phước mà duyên con cái là sư Minh Tệ không có xài những cái điện thoại nữa nha, tại vì ngài trở về cái không rồi. Chứ ngài sư Minh Tệ mà nghe cái vụ này, ngài sư Minh Tệ là coi như là nó hơi nặng chút trong gì trong gia đình, nhưng mà thật sự gia đình của sư Minh Tệ là cả thế gian rồi, vì chỗ đó mà sư Minh Tệ là coi như là không có phiền não hoặc là không có mạng về chỗ công ty này đâu. Hiện đại có hỏi gì hỏi thêm đấy. Dạ thì thưa ông Tư, thì con thấy á, hiện bây giờ thì trên cộng đồng mạng cũng xôn xao về mà cái mắt của những đứa trẻ thì đang bị chết cháy ở trong xe luôn. Thì con thấy như vậy nào ông Tư? Vì sao con người ngày nay lại sống một cách vô tâm, khi gặp người khác gặp nạn giữa lúc sinh tử và cái chết gần đến mà vô tư phớt lờ, cho như là xem như là coi như là không thấy luôn? Thì vừa qua rồi để mới đưa nêu lên cái ý đề, có nghĩa là trên mạng hiện bây giờ có xảy ra cái vụ việc mà chiếc xe ở bên Bangkok, Thái Lan mà bực cháy như vậy, mà trong đó chiếc xe đó là chở có nghĩa là học sinh từ nhỏ cho tới cấp lớn, mà trong khi cháy thì hình như nghe nói là 30 mấy vị hay gì đó, mà không có một vị nào để trở lại mà nhào vô đó để cứu. Theo như tôi thiết nghĩ là như vậy. Cái thứ nhất là coi như trong khi mà Phật cháy đó thì lúc đó chỉ mới có Phật thôi. Nếu cái giai đoạn mà để mà nhào vô mà cứu được á, thành thử ra trong cái thời gấp rút là trong cái hiện tại đó thôi. Chứ mà nếu nó trễ 1-2 phút rồi thì coi như nó Phật cháy nhiều rồi, dù cho có người mà muốn nhào vô cứu xin thưa cũng không dám. Tại vì xe là nó có chất mũ, rồi cái bình xăng mà nó Phật ra rồi bắt đầu nó bể bình xăng, nó lan tỏa xăng ra, nó cháy còn mau cấp kỳ. Theo tôi thiết nghĩ là như vậy. Chứ đúng ra thì dầu cho một vị chăng đi nữa, giờ bắt đắc chỉ giờ cỡ nào cũng phải nhào vô để mà cứu hết á. Vì cứu một người mà cứu mà một mạng sống là một đống vàng, là ông bà bình thường nói. Nhưng mà thật sự có nhiều người nhiều khi đứng gần đó, nhưng mà cái sự mà người ta nó không có cái sự bạo lực, không có cái sự mà gan lì đó, thành thử từ chỗ đó người ta không dám lên cứu. Mà nếu cứu là phải nói thanh niên, chứ giới nữ thì thật sự chắc cũng không dám nhào vô đó mà cứu đâu. Trời trừ chỉ có thanh niên thôi. Nhưng mà trong lúc đó thì mới Phật cháy thì sợ không có thanh niên mấy ngự. Mà đến chừng cháy đông, cháy và đến vụ là nửa xe rồi thì thanh niên mới tụ lại, thì coi như là từ đó là chắc lộ nhào lên cứu là chắc cũng không ai dám. Vì lửa nó cháy mà nó lan tỏa, nó cháy nổi rồi, gần đứng gần thôi là nó nóng chịu không nổi rồi. Vì vậy mà hôm nay theo tôi thiết nghĩ cũng có một số ở bên ngoài bình luận, có nghĩa tại sao thấy chết như vậy mà không cứu.
Thì theo tôi thiết nghĩ là không phải là không cứu đâu, nhưng mà cái giai đoạn đầu thì sợ lúc đó thanh niên không có mấy người, giờ mà nếu mà giới nữ hoặc người già hoặc người lớn tuổi không giờ cũng đứng ngó cho không ai dám nhào lên trên chiếc xe lớn mà cứu, tại vì chiếc xe này là chiếc xe lớn chứ phải như chiếc xe như 7 chỗ thì mình đứng ở dưới đất mình đập kiến nghe và mình nắm mình lôi ra được, còn này muốn đập trên cái kiến mà xe thì nó từ đó phải leo lên chiếc xe mới đập được cái kiến xe, mà trong khi đập được cái kiến xe đó là đâu phải nó đơn giản, tại vì cái chất nhựa của nó dai mà đập cho nó bể thì cũng phải cả vấn đề, rồi cho có đập bể chăng đi nữa thì lửa nó cháy tới rồi cũng không dám cứu, cũng phải nhảy xuống rồi, tại vì cái sức nóng đứng xa, ví dụ cái lửa nó quá lửa đứng ở xa cái độ khoảng chừng mười mấy mét mà nó nóng chịu không nổi, hà huống chi lại đứng trèo lên chiếc xe để đập kiến. Vì vậy hôm nay nếu theo tôi thiết nghĩ là không phải là cái người bên ngoài người ta vô tình không cứu, nhưng mà có thời điểm mà xe đó, nó mới mà bốc cháy đó, lúc đó thanh niên không có mấy người, sợ không có thanh niên nữa, mà tới chừng mà xe nó cháy coi lan tỏa quá nhiều rồi thành thử tới chừng đó mới có thanh niên. Vì vậy mà hôm nay thành thử theo tôi thiết nghĩ là như vậy, chứ là hỏi cái người bị nạn mà làm sao không cứu được, bằng mọi giá phải cứu thôi. Nhưng mà trong khi chiếc xe này lớn, xe lớn chứ không phải xe nhỏ, từ đó cái người đứng là cái kiến là khỏi cái đầu của cái người đứng rồi, mà muốn đập cái kiến xe cả một vấn đề chứ không phải là nói đơn giản. Vì vậy hôm nay mà tới khi mà là khi xe nó cháy là ví dụ như nửa chiếc rồi, là cái độ nóng của nó nóng không tưởng tượng rồi, dầu cho có chạy lại cũng đứng ở ngoài nhìn vô thôi, chứ thật sự ra không có một cái vị nào mà dám nhào là vô đó mà để cứu nổi. Ví dụ ở dưới đất mình chạy vô cái nhà cháy, mình chạy vô đi, mình chạy ra, mình ví dụ mình ôm cổng một người, mình ôm một người mình chạy ra được, còn này chiếc xe mà trong khi nó cháy còn khúc làm sao mà nó còn cao như vậy, có đường nào vô, bây giờ đập kiếm mà đập cũng không kịp. Vì vậy hôm nay để tôi xin phép để chia sẻ về vấn đề mà xe cháy là như vậy đó đệ, chứ không phải là không có người cứu đâu, nhưng mà cái giai đoạn đầu đó là sợ không có thanh niên ở cứu đó, chỉ có thanh niên thôi chứ còn nữ với nữ là không bao giờ có, còn già cũng vậy luôn. Vì vậy mà hôm nay thì để mình chia sẻ thôi đệ ơi, chứ còn nếu mà xác thực bằng thực tế thì cái người ở bên đó đứng tại chỗ mới thấy được, mình ở đây chỉ coi trên mạng để mình bình luận thôi, thành thử nó với cái mức độ thôi. Thì để có hỏi gì hỏi thêm đi đệ. Dạ thì câu hỏi giao duyên Phật pháp tiếp theo thì con muốn hỏi ông Tư là khi thầy nhận đức sám hối chư tăng vì những lời nói đến người mà dân tộc Khmer đó ông Tư, thì bây giờ đó không còn làm tăng nữa mà gọi là cư sĩ nhuận đức. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay hiện đệ Chiến YouTube nó có đưa lên cái ý đề là thầy nhuận đức là để xúc phạm đến một phái đoàn của người dân tộc Khmer, mà hôm nay thầy nhuận đức là con không còn là một vị sư nữa, là chỉ còn có cư sĩ tu sĩ thôi. Nó theo đó là với cái hình thức đó là theo tôi thấy là thầy nhuận đức đó là bên giáo hội là phạt đó là rất nhẹ đó, tại vì mình là một vị sư á, mà trong khi đó coi như phái đoàn để đến chùa mình để diện kiến để thà là chùa mình, cái thứ hai đó là để ngủ cũng như coi như là trong cái đoàn của bên mà bên Khmer, quý vị Khmer này đi đến đó để làm gì? Đến đó một là diễn kiến chùa, hai là coi như nghe chùa cũng có những cái lời lẽ, ví dụ là sư nhận đức lúc mà thiết pháp đó, hoặc là để nói nhiều mẫu chuyện ta nghe hay, từ đó người ta mến mộ người ta mới tới. Mà không ngờ tới rồi sư nhận đức nó đem những cái lời coi như là thô tục, rồi thậm chí là coi như là nhục mạ người ta là người dân tộc da đen này kia nọ nữa, thành thử ra một vị sư không có đủ cái đức độ và xúc phạm như vậy, không có đủ cái đức để nói chuyện, là mà sư là nói chuyện là ví dụ đem cái chánh pháp của Đức Phật để cho hoằng dương chánh pháp của Đức Phật để mà phổ hóa cho các hàng đệ tử đang tu tập.
Chứ hồi là sư không có quyền mà đem những cái lời mà nhục mạ hoặc là những cái lời thô lỗ mà để mà làm ảnh hưởng cả một cái đoàn của dân tộc Khmer như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, sư thì bây giờ lên là gì? Phật tử lại để nghe thì nghe pháp, chứ không phải nghe cái những cái mẫu chuyện hoặc kể chuyện là ví dụ là tục tằn hay là kể chuyện mà thô lỗ, nó cũng không đúng về cái cương vị của một vị sư nữa. Thành thử ra trong đó là nhiều cái clip tôi cũng có thấy thích những đức này đó lên nói chuyện gì mà hai trái dừa gì là tượng trưng cho cái người nữ. Thấy cái này là nó không đúng rồi. Mình mà vị sư không có khi nào mà lên trong lên một cái cương vị, một cái chủ trì chùa mà đi nói chuyện là thô lỗ rồi tục như vậy được. Thành thử nếu tôi so đó là sư mình chẳng qua là giáo hội đó, còn là ăn xá cho Thích Nhận Đức đó, trở về một cái vị là tu sĩ chứ không phải vượt sư đó là còn nhẹ đó. Chứ đúng ra là trục xuất khỏi chùa luôn á. Như Thích Trân Quang vậy mới vừa. Thích Trân Quang cũng phải trục xuất khỏi là một vị sư nè, không còn một vị sư, không còn một vị ở chùa nữa. Chứ mình một vị sư, một vị đại đức rồi đâu có nói chuyện tới cỡ đó. Mà nếu là Phật tử lại nghe là nghe cái gì, nghe pháp. Thành tử mời mình một vị chủ trì đem cái chánh pháp và bát chánh đạo hoặc tứ diệu đế của Đức Phật để mình chấn hưng hoặc mà để tiên dương mình để mà nói lên những cái lời của Phật dạy để cho Phật tử nương vào đó mà hành theo cái pháp để tu tập. Chứ đâu phải mình một vị sư lên đó rồi nói chuyện tục tằn thô lỗ, thậm chí người ta đến chùa mình là mình đáng lẽ mình vinh hạnh lắm á. Phái đoàn coi như là bên mà của ví dụ bên của người dân tộc á, ta tới mấy chục người như vậy, đáng lẽ mình quý mình mừng lắm. Đâu phải người ta muốn tự nhiên người ta đến đâu. Người ta cũng thấy là cái chùa mình có cái đức hạnh, hoặc người chùa mình có một vị sư thiết pháp này kia nọ vui vẻ hoặc gì đó, người ta mới đến. Một là viếng chùa, hai để người ta nghe pháp. Còn này ta lợi mà sư Thích Nhận Đức là đem những cái lời thô tục, thậm chí là để mà chỉ trích rồi dân tộc da đen gì này kia nọ, thành thử nó mất đi cái đức độ của nhà một vị sư, một vị chủ trì. Vì vậy mà hôm nay để mà tôi coi như là nói chung là mình để mà đàm luận vậy thôi đệ ơi, chứ cộng đồng mạng có nhiều về sư Thích Nhận Đức là nói chung là trên mạng đều ai cũng hiểu biết hết rồi. Hôm nay để mình chia sẻ lại một cái phần nào về cái vấn đề này thôi, để cũng cho qua đi. Dạ thì ông Tư ơi, thì con thấy là có người thì giảng về 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó ông Tư. Thì có người thì nói Nam Mô với nghĩa là cung kính Đức Phật A Di Đà. Thì theo như ông Tư thì 6 chữ Di Đà có ý nghĩa gì, thì mong Tư gieo duyên cho người ta hiểu thêm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì để hỏi về vấn đề lục tự Di Đà 6 chữ này nó có ý nghĩa gì. Để xin chia sẻ thì hôm nay tôi thấy trong cái chu kỳ, trong cái thời kỳ này đó là hành trì cái pháp môn tịnh độ, lầu pháp môn niệm Phật này, nó khế hợp với chúng sanh trong cái thời kỳ cùng cuối này đó. Vì vậy mà hôm nay đó, nếu mà nó định ra cái nghĩa thì coi như là không thể nào mình vô nổi trong cái nghĩa lục tự. Nhưng mà mình niệm Phật đây đó là có nghĩa mình niệm được để mà trừ được cái vọng niệm chúng sanh. Và mình niệm Phật á, là có nghĩa là thầy chỉ giáo á, niệm Phật á, để đi đến cái chỗ là thanh tịnh. Vì vậy mà hôm nay thầy nói là đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên á, hoặc là lòng 6 chữ niệm không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Hoặc là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Còn định nghĩa 6 chữ lục tự Di Đà này mà theo thầy định nghĩa là thầy nói nam chỉ về tâm phải tịnh thanh. Là cái tâm mình phải thanh tịnh mới đạt được cái chữ nam. Rồi mô không dục lợi chẳng cầu danh, có nghĩa là cái tâm mình không dục là những cái lợi lạc gì đến với mình hết, mà chẳng cầu là cái danh gì hết, mình mới đạt được chữ mô. Rồi A trừ dâm dục nuôi tinh đủ, C
Thì coi như cái bản thân mình đó là xét về cái tà dâm là mình phải diệt. Rồi nuôi tinh đủ là mình diệt được tà dâm, mình mới nuôi được cái tinh đủ, mình mới đạt được cho cái chữ A. Còn chữ Di là thầy giải là di dứt, lắng lo giữ báo lành. Có nghĩa chữ Di này mình phải lo giữ cái báo là gì? Là con người mình có 7 cái báo. Có thời mà coi như là bà thả xuống 96 ức linh căn đó, trong đó là 96 ức đều còn, lúc mà mới đưa xuống là còn 7 cái báo trong cái thân của mình. Mà hôm nay đó cái chữ chữ mà chữ gì chữ A này chữ Đà đó, chữ Đà này đó, rồi cái chữ Đà tới chữ Đà là Đà hiện kim thân sanh bất hoại. Có nghĩa là mình muốn đạt được cái chữ Đà là cái kim thân mình lúc nào mình cũng là quan trọng về cái chữ Đà đó, là có nghĩa cái thân tâm mình lúc nào cũng lo là niệm Phật, cũng như thầy nói là hành tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, là có nghĩa là mình niệm Phật mà tới là nhất cứu Di Đà vô biệt niệm thì mình mới đạt được cái chữ Đà. Và Phật là xá lợi hiệu vô sanh, thành thử ra sáu cái nghĩa này đó là phải nói là khủng khiếp, nhưng mà mình phải thực thi mới đạt được sáu cái nghĩa này. Nhưng mà hôm nay thầy giải mình, thầy chỉ giáo mình là có nghĩa là hành trì pháp môn này, niệm Phật là cái pháp môn được cứu độ. Vì Đức Phật A Di Đà có 48 lời thệ nguyện, nếu chúng sanh nào đến cái lúc lâm chung mà niệm được từ 1 đến 10 đó, thì coi như Đức Phật A Di Đà phóng quang minh ra để độ, để về cảnh giới của Ngài. Vì vậy hôm nay mà thầy đã nhắc nhở mình đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, hoặc là lòng sáu chữ niệm không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không, hoặc là chữ lục tự trì tâm bất chuyển thì lâm nguy có kẻ của mình, thì nghĩa lục tự Di Đà là như vậy đó. Để có nghĩa giải sáu nghĩa đây là lời của thầy chỉ giáo đó. Dạ thì cuối chương trình thì ông Tư có lời hay ý đẹp gì nói cho người ta tu đó ông Tư? Thì trước khi dứt lời, Tư Hoàng cũng mong cầu cô bác trên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, trong cái thời kỳ cùng cuối này là coi như là nạn khổ dồn dập, thậm chí là nhiều cái chết nó đến với mình là không tưởng tượng. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng cũng mong cầu cô bác ráng niệm Phật, rồi ráng để mà mình thức tỉnh hoài đầu, mình ăn năn, mình hướng thiện để mình giữ được cái hội Long Hoa, qua được cái đời Thánh Đức Thượng Quân. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.